Chào bạn, đây là Quincy. Tôi tự luyện tiếng Trung để có cơ hội tự luyện phát âm dạng đa ngôn ngữ. Cùng lúc tôi luyện nói tiếng Trung, tiếng Mỹ và tiếng Việt, tôi nghĩ ra đề mục này. Bài đọc hôm nay có chủ đề I have a Honda. 我有辆本田. Tôi có một xe hơi Honda. Bài 69. Trước hết tôi gắn các ký tự phiên âm dưới các con chữ ô vuông, gọi là pinyin. Và nhờ vậy tôi có thể đọc được các con chữ này theo đúng âm quan thoại. 我有辆本田. 你有车吗? 是的,我有. 你有辆什么车? 我有一辆本田. 是新的吗? 2003年是新的. Nó mới thấy gì hình chiêu là. Sư tờ. Tàn thả khăn xì lại y rãn bù chò. Nì hảo hào bảo giảng thả lờ mà. Sư tờ. Vô mấy châu xin xì y sư. Nì kì thả khoan yếu mà. Vô tờ xì chì mì nền. Khoan lạng sư diệu. Phần tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt. I have a Honda. 我有辆本田. Tôi có một chiếc xe hơi Honda. Do you have a car? 你有车吗? Bạn có xe hơi không? Yes, I do. 是的,我有. Vâng, tôi có. What kind of car do you have? 你有辆什么车? Bạn có xe loại gì? I have a Honda. 我有一辆本田. Tôi có một xe hơi Honda. Is it new? 是新的吗? Nó mới không? It was new in 2003. 2003年是新的. Nó mới đời năm 2003. So it's pretty old now. 那么它已经很旧了. Vâng, thì nó bây giờ khá cũ rồi. Yes, it is. But it still looks good. 是的,但它看起来依然不错. Đúng, nhưng nó vẫn xem ra rất tốt. Do you take good care of it? 你好好保养它了吗? Bạn đã chăm sóc nó tốt chứ? Oh yes, I wash this one a week. 是的,我每周清洗一次. Oh vâng, tôi rửa nó một tuần một lần. Do you change the oil? 你给它换油吗? Bạn có thay dầu cho nó không? My mechanic changed the oil twice a year. 我的机器每年换两次油.
Thợ máy của tôi thay dầu mỗi năm 2 lần. Quincy chào bạn. Hẹn gặp lại.